Đôi khi, trong một bữa cơm bình thường tại nhà, chúng ta dễ dàng bắt gặp những thứ thú vị lạ lùng mà đến chính bản thân cũng không hiểu sao lại thế. Thịt cá rau củ quen thuộc thì chẳng nói làm gì, nhưng có lắm cái hay ho sẽ xuất hiện khiến chúng ta phải trầm trồ ngạc nhiên, nhìn toát mắt cũng không biết là gì giống món dưới đây. Đố vui không có thưởng, các mẹ đoán xem đây là gì? Một thành viên mạng tên tợ. Mờ đã hí hửng khoe món khoái khẩu của mình ở trên cho mọi người cùng xem. Tuy nhiên, vừa đăng lên dân mạng đã nhào vào tranh cãi bởi khá nhiều người ngạc nhiên không biết đó là gì. Ủa cái món gì là đời thế này, chưa nhìn thấy bao giờ. Trông ghê quá, ai dám ăn thứ này hả trời. Nhìn giống khúc lòng rồi, nhưng mà cái gì trong ruột mà đặc sệt lại thế nhỉ. Thấy quen quen mà nghĩ mãi không ra món gì hu hu. Và sau đó, dân tình đã ô lên khi biết món đặc sản kia chính là trứng cá, cụ thể là trứng của cá đối. Vốn là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, nhưng không ngờ nó lại khiến cho dân mạng nổ ra cuộc chiến người khen kẻ chê. Dành cho những ai chưa biết thì đây là trứng cá đối nhé an. Team nội trợ chia rõ thành hai phe, một bên khen nức nở về miếng trứng cá to bự, phe còn lại thì tỏ rõ sự hoài nghi vì nhiều người không hề hay biết về sự tồn tại của loài cá đối, cũng chưa từng nếm thử món trứng cá bao giờ, họ nghĩ rằng đó là bộ phận dứt đi của con cá. Nhắc đến trứng cá tầm hay trứng cá đen cao cấp sang xịn thì mọi người còn biết, chứ trứng cá đối thì mấy ai thấy bao giờ. Thậm chí, do miếng trứng tờ mờ đăng lên, lắm người còn liên tưởng đến những thứ hơi dơ, nói ra sợ bị chửi. Với những người mê ăn trứng cá, thì chẳng riêng gì cá đối, trứng của những loại cá khác cũng được họ chế biến thành đủ món hấp dẫn vô cùng. Trứng cá chuỗi ngọc, nhìn cũng sang chảnh ra phết ấy chứ phải không các mẹ. Trứng cá ngừ rán rồi sốt cà chua, là miệng mà ngon lành có thể làm tại nhà để đổi gió. Bánh canh cá lóc với miếng trứng bồng bềnh như nắng mây, thèm rớt nước miếng. Mặc kệ ai tôi nói thấy ghê, nhưng team nghiện trứng cá vẫn luôn coi đây là cực phẩm ngon tuyệt. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng mỗi miếng ăn thôi cũng đủ khiến các chị em bàn tán không ngớt, vì nói thật lòng thì miếng trứng cá trong cũng khá kém sang. Nhìn đã không muốn ăn rồi, trông nó cứ làm sao vậy, đã thế lại còn chẳng biết cá này là cái gì nữa, hơi bị đáng lo. Món ngon là phải nhìn đã thấy thèm, chứ đây nhìn gần hay xa trong cũng ghê bỏ sự ra, chẳng dám đưa lên mồm nữa. Ui, miếng trứng cá đối mà to như này thì ăn ngon phải biết, cứ phải gọi là hết ý. Team mê trứng cá điểm danh, lựa được trứng ngon đem nấu canh hoặc xào lá lốt hành tỏi thì ăn hết cả nồi cơm ấy nhỉ hu hu thèm quá.